Chào mừng tất cả anh em quay trở lại xem kênh Đồng Hồ Cổ Công Chính. Tuần vừa qua thì cũng dịch bệnh nên hàng về rất là chậm, nên Công Chính không có chia sẻ những chiếc đồng hồ đeo tay được. Cũng nhiều anh em hỏi thì hôm nay em chia sẻ với anh em 26 chiếc đồng hồ cổ đeo tay của Thụy Sĩ về Nhật Bản. Trong lô này thì cái hàng đầu tiên từ số 1 cho tới số 8 là máy là gì? Còn từ số 9 tới số 21 là máy tự động. Còn mấy em dưới này là Omega với lại Longin. Để không mất thời gian anh em thì em vào luôn chiếc đồng hồ mã số 1. Mã số 1 là em đồng hồ mang thương hiệu Whitnauer. Còn nguyên bản cả dây khóa rất là đẹp, dây khóa bọc vàng, vỏ bọc vàng, đáy thép không rỉ, đáy thép vỏ bọc vàng 10k, dây khóa bọc vàng 10k luôn, dây khóa zin hay đồng hồ, mặt số được đính hộp xoàn đan sen, số màu vàng mỡ gà. Chỉ này nữ đeo hoặc là nam tay nhỏ đeo thấy đẹp. Whitnauer hiệu co của Longines, máy đen gì nữ đeo hoặc nam tay nhỏ, nên em tay lớn thì đeo nó sẽ rất là nhỏ nha em. Mã số 1 biết đâu lên dây giá 3 triệu để em đo size. Size hình chữ nhật, size ngang 25, size dọc 28,5, giá 3 triệu. Tiếp theo là mã số 2 là em mang thương hiệu Technot Thụy Sĩ, Technot Napoleon. Mặt số màu xám xám lông chuột, 12 số là 12 số la mã. Số la mã thì nhìn rất là sang, xem tình trạng nguyên bản hết, dây khóa không zin luôn. Máy đen dây tấm zin có logo này, nguyên bản zin hết nguyên con. Technot Napoleon mới là gì? Vỏ thép không rỉ toàn thân, nguyên con cả dây khóa luôn. Độ bền là bao xài luôn, độ bền vĩnh cửu. Thép không rỉ là xài hoài cũng được, không bị hư được cái gì. Em thấy nó chảy xước thì nếu mà em muốn để nguyên bản thì để nguyên bản, còn muốn ra mình đánh bóng nhẹ cái là nó lại sáng lại như mới, rất là dễ xài. Technot Napoleon hàng xưa mà còn đẹp như vậy là chủ cũ rất là ít xài. Máy này là đa số là bên đồng hồ công chính đều tuyển chọn rất là kỹ, nên em cứ yên tâm. Technot Napoleon máy đèn dây giá 2,8 triệu nó xài luôn. Xài gần 31.5, gần 31.5, giá 2,8 triệu mã số 2. Đi tiếp luôn tới mã số 3. Số 3 là em thương hiệu Lucy Vetca, máy đen dây, em này là nữ nha, nhỏ lắm. Lucy Vetca lên dây nữ, mặt số trắng, kệ số đứng 12, cũng là lại là số la mã này. Chị em nào thích số la mã thì chơi được em này, anh em nào tặng cho các chị cũng được. Núm bọc vàng zin không logo, đáy bọc vàng, máy lên dây size nhỏ, size vuông thì nữ đeo sẽ hợp.
dây khóa mới em tặng kèm chứ không phải dây khóa dinh. Máy lên dây đo sai luôn sẽ bị kẹt. Máy lên dây xe nữ, xe ngang là 24.5, xe dọc cũng là 24.5, xe vuông. Giá của mã số 3 tôi sẽ bị kẹt bọc vàng toàn thân lên dây nữ, giá 2.2 triệu. Tiếp theo là em mã số 4. Mã số 4 là đồng hồ mang thương hiệu Ruen của Thụy Sĩ. Này cũng máy lên dây, lực máy lên dây thì biết lên dây là chạy. Mấy đồng hồ này em đã test hết rồi. Đều chạy chính xác rồi, đã test rồi chịu dầu hết. Mình chỉ về sử dụng thôi nha anh em. Mã số vàng mỡ gà. Mã số vàng nhiều anh em thích. Mấy em nấm bọc vàng không logo. Bọc vàng toàn thân 10k. Còn rất là đẹp, không có chóc chỗ nào. Cái này giá bình dân. Ruen Precision. Máy lên dây. Lên tay cho anh em xem. Khá là sang. Bên em có cổ tay nhỏ, đeo máy này khá là đẹp. Số 4, giá 3.4 triệu. Ruen Precision, máy lên dây, giá 3.4 triệu. Dây da bò loại tốt, em tặng kèm. Đo sai luôn. Sai là 34. Sai khá chuẩn của đồng hồ cổ xưa của Thụy Sĩ. Là máy sai này 34 là chuẩn. Có một chiếc Omega Devin. Thì địa chỉ của đồng hồ công chính vẫn là chỗ cũ, địa chỉ 67 cũng thì nhỏ anh em, ở thành phố Hồ Chí Minh là ghé trực tiếp địa chỉ thì xem và mua đồng hồ, có thể đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ treo tường hoặc đồng hồ để bàn đều có. Những anh em trước khi ghé cái điện thoại em trước 30 phút là được. Em đi tiếp luôn là mã số 5, đồng hồ mang thương hiệu Hamilton Master B. Là em Hamilton là thương hiệu của Mỹ, nhưng mình em này là em Hamilton của Mỹ. Hamilton Master B mặt số trắng, kệ số đứng. Nấm bọc vàng không logo, vỏ kỷ niệm. Đấy có logo, logo kỷ niệm. Tình trạng anh em xem rất là, em này tình trạng tuyệt tuyển rất là kỹ, tình trạng rất là mới, chị mọc đầy đủ, dầu bọc vàng 10k toàn thân. Mặt số zin, dây khóa em tặng kèm là cũng là lại là dây dao bò, dây bò đen, dây bò mềm dễ đeo. Anh em nào không thích dây dao bò có thể nói em đổi dây da khác cũng được. Cái đó thì khi anh em mua đồng hồ anh em hỗ trợ miễn phí. Hamilton Master B máy lên dây của Mỹ, vỏ bọc ngoài toàn thân, có size là 33.5, giá là 3.5 triệu, giá rất là bình dân. Thương hiệu Hamilton nhiều anh em rất là thích. Rất là mỏng, bộ càng dài, đeo rất là đẹp. Mấy em này mì tiếp mã số 6. Mã số 6 là em hàng độc. Đây, hàng độc, máy lên dây. Kim dây của nó là chế banh gu, nó đang chạy. Đấy, kim đang chạy, đó là kim dây của nó. Này rất là độc nha anh em. Này là hàng kỷ niệm, phiên bản đánh gu. Thương hiệu Lafayette, thương hiệu lâu đời của Thụy Sĩ. Vỏ lắc kê vàng toàn thân nguyên con, còn trẻ rất là đẹp. Tình trạng không có gì, dây khóa xưa. Anh em mua em này mà không thích bộ dây khóa này thì nói em tặng bộ dây khóa khác. Nhưng dây là điệu cá sấu hay là da bò thì tùy anh em chọn. Dây là dây xưa hay đồng hồ em để lại thôi, nhưng mà nó cũ.
mật số rất là độc. Phía dưới màu xanh, phía trên là bầu trời màu vàng. Trái banh gu được chim dây đang chạy. Niền của nó cũng rất là độc. Niền được khía khía. Này size to lắm. Bên tay rất là đẹp. Em nào thích được con size to rồi, mấy em này này. Đấy. Khá to. Lafayette, em hàng kỷ niệm mấy đơn dây. Lafayette đánh gold mà số 6 giá 5 triệu. Đo size luôn. Size là 36.5 hình 36.5. 36.5. Giá 5 triệu. Tiếp tục là mã số 7. Tiếp tục là em lên dây. Mày thương hiệu Whitnower. Whitnower con của Long Vinh, không còn xa lạ nữa rồi. Lại là em lên dây. Whitnower. Số này độc quá anh em. Nó có giữa tâm đồng hồ, nó có một cái vòng tròn giống như cái bánh lái. Và số này chia làm 4 múi nữa. 1, 2, 3, 4. 4 múi. Tông tối lại tông sáng, đan xe nhau mặt số màu vàng mỡ gà. Cọc số 36912 đan xe với các cọc số hình như mấy viên đá. Rồi. Khá là độc. Bộ trên càng cũng độc. Vỏ bọc vàng toàn thân 10k, rất là đẹp, chắc chỗ nào. Hai anh em là đa số là vỏ là rất là đẹp, tuyển rất là kỹ. Cái nào bọc vàng toàn thân, một số có logo khá độc, cái đèn dây giá 3,5 triệu. Số 7 đeo tay rất là đẹp nha anh em, chân nó dài lắm, đeo ôm tay, nên tay to cũng phải đeo được em này. Size của nó là 33.5, size 3.5 nhưng mà cái chân của nó bự quá, bộ trên này bự, đeo bên tay nó không có cảm giác bị nhỏ, khá là to, cỡ mấy em 34-35. Tiếp theo là mã số 8, thương hiệu Borel, Borel cốc tai hay là còn gọi là Borel hoa nở. Đây, mấy lên dây là chạy, số màu đen, đặc trưng của Borel, hai bộ kim màu đỏ, đây, em xem hoa nở, giống như liên nước ngoài hay gọi là ly cốc tai, nó cái màu sắc sáng sáng kiểu ly cốc tai nhiều màu. Việt Nam thì gọi là Borel hoa nở, hoa nở. Cái này đẹp lắm. Số này núm zin có logo. Đấy lộ mấy nha anh em. Đây mấy màu vàng, bà lăng chạy rất là khỏe. Nhìn hết. Dây bọc vàng thay đồng hồ, chỉ chung bọc vàng, chỉ chung Mỹ, em Borel hoa nở của Thụy Sĩ, rất là đẹp, nguyên bản nguyên con, máy lên dây, giá 6,5 triệu, lên tay em này thử, dây chung thì dễ đeo, cái lồn như anh em nào không thích dây chung thì có thể nói em đổi dây da cũng được, hoặc là có thể em tặng em tặng cho một cặp dây da khác cũng được, đơn giản. Đây đeo rất là đẹp, rất là sang. Đồ Thụy Sĩ xưa đeo lúc nào cũng đẹp. Bộ đeo hoa nở cúc tai, giá là 6,5 triệu, mã số 5. Bây giờ em đo size cho nó luôn, mấy vàng ươm. Size 32. Size 32. Nhưng mà em này cái bộ chân của nó dài lắm, khi mà đo bộ chân để lên tay nó lại bự lắm, nhìn lúc nào đeo tay nó cảm giác nó bự lắm. Chân nếu đo cả chân vậy là nó 41, rất là bự. Đeo tay nó, cái bộ chân này bộ đeo lúc nào cái loại phông tròn là lúc nào size của nó cũng nhỏ, nhưng mà cái bộ chân của nó bự lắm, đeo lúc nào cũng đẹp. Yên tâm, tay có hơi bự cũng có thể đeo được cái này. Tiếp theo là mã số 9. Đây
Vậy là em 8 em đầu là lên dây là em chia sẻ xong hết. Bây giờ tiếp theo là mấy em tự động. Tự động tiếp theo là em tự động mang thương hiệu Boreo tiếp. Boreo Navista. Mấy tự động. Vỏ bọc vàng. Mình chạm bọc vàng. Quá đẹp. Như hàng nốt. Tấm zin có logo, mặt số vàng mỡ gà. Có một lịch lọc 6 giờ. Đây, tự động lắc thôi. Em không lắc thì em cứ lên dây phụ cũng được. Ít đe thì lên dây phụ cũng được. Vẫn chạy bình thường. Mình bạn rất là đẹp. Đấy. Vỏ bọc vàng, đáy thép không rỉ. Đấy có logo luôn rồi. Logo của Boreo. Dây khóa này là dây khóa xưa thay đồng hồ. Anh em nào không thích bộ dây này có thể nói em tặng bộ dây khác thì đúng hơn, nó hơi cũ. Dây bên em dây khóa dễ lắm, em thích dây nào thì em cứ nói em sẽ tặng. Nhầm đo size thử con Boreo nữ này, size của nó 26, size 26, size nữ 26, mấy tự động. Chị em nào mà không thích đeo lên dây thì đây phải mua này, mấy tự động rất là sang. Boreo tự động size 26, Boreo Navista mã số 9 giá 2,9 triệu. Nếu nào thích em nào thì cứ nhấc điện thoại lên gọi trực tiếp cho em cũng được. Số điện thoại em có để bên góc phải màn hình. Hai số gọi anh em gọi số nào cũng được. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 đồng hồ. Mã thương hiệu Lusemica. Lusemica là thương hiệu này nhiều anh em thích lắm rồi. Điện này khá nổi tiếng. Hồ sơ Lusemica Bena. Dòng Bena. Mặt số nếu như tia mặt trời tia tỏa ra ở trung tâm rất là đẹp. Có phải nói hồi xưa người ta làm được những cái mặt này quá đẹp, như giống như là 3D, công nghệ 3D bây giờ. Vàng tia mặt trời đẹp, có hai ô cửa sổ lịch ở góc 6 giờ, lịch thứ với lịch ngày luôn. Tình trạng rất là đẹp, núm zin có logo, đáy thép không rỉ, có kỷ niệm 1974 tới đây gần 50 năm rồi. Và tình trạng như mới vậy. Chóc một chỗ nào. Hàng xưa chơi, mấy mày chơi vậy là hàng tuyển lắm rồi. Họ lắp cây vàng, đáy thép không rỉ. Dây về khóa là dây da đà điệu, dây là dây tốt. Em tặng kèm cho anh em dây, không chưa phải dây zin. Máy tự động. Máy tự động con này chắc máy màu vàng, luôn sẽ biết kẹt, thường là máy màu vàng. Mở máy xem thử luôn. Máy móc thì tại em không có thời gian mở hết tất cả con, nhưng mà em bao hết, em thử mở thử cho anh em xem. Còn làm mấy đều máy mới hết. Mới cỡ này, cái màu vàng đẹp cỡ này, không chú em này thì chú em nào nữa. Máy vàng luôn sẽ biết kẹt. Rất là đẹp. Giá mã số 10 Lusemix kẹt là 4,2 triệu. Bây giờ em đo size này, size nam, size khá là to. Size nam 35.5 hoặc 35.5. Đến tay luôn. Rồi. Đây đẹp quá. Size nam to, tay to, đeo rất là đẹp. Mặc áo sơ mi hay là gì, đẹp lắm. Màu vàng, anh nào thích màu vàng, đúng không tê, luôn xem biết kẹt. Mã số 10 máy tự động, giá 4,2 triệu. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11, dòng em mang thương hiệu Bulova, cũng là Bulova máy tự động. Tự động thì lắc, xong là dây phụ hai cái, rồi nó sẽ chạy. Xem mặt số của nó. Bulova mặt số màu vàng mỡ gà chạy tia từ tâm. Cục số là mã nổi nha. Mấy cục số đó là cục số là mã nổi. Rất là đẹp. Mặt số zin đẹp lắm. Có một ô cửa sổ lịch lúc 3 giờ chỉ ngay. Chân nó giống như chân càng kín. Núm zin hay đồng hồ
đứng đầu chùa Bọc Vàng, không logo trên thân đồng hồ, lấy thép không rỉ, có hàng, có năm kỷ, có kỷ niệm ngày 30 tháng 9 năm 1974, khá là xưa, gần 50 năm cho Boulevard, tình trạng rất ok, hàng tuyển rất là kỹ, nên yên tâm về sử dụng Boulevard máy tự động. Giá 4,2 triệu, số 11 bên tay. Boulevard này anh em nào vào tay vừa vừa hoặc tay nhỏ, tay vừa vừa đeo rất là đẹp đấy, rất là đẹp. Thương hiệu được nhiều anh em rất thích ở ở Việt Nam. Boulevard mã số 11, 4,2 triệu, máy tự động, size là hơn 33 chút xíu, nhìn hơn 33 chút xíu, khoảng 33.2, 33.3, giá 4,2 triệu. Boulevard mã số 11 tự động. Tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 là em thương hiệu mang thương hiệu Mido, Mido Ocean Star, máy tự động. Còn này có một lần thêm em có một cặp Mido, hai một cặp Mido Ocean Star, đều vỏ thép không rỉ hết cả hai em. Một em máy tự động mà có một lịch, còn em kia máy tự động mà không lịch. Một em là mặt màu trắng xám, còn em là mặt màu vàng ngà ngà, vàng mỡ gà ngà ngà. Cặp Mido rất là đẹp, hai em đều rất là đẹp, máy tự động hết, em lắc là chạy. Thích cái chốt luôn cả cặp thì cũng đẹp lắm. Nếu chung với bà xã hay là hoặc anh em mua từng chiếc cũng không sao. Ocean Star đo size từng chiếc cho anh em, hai xe cỡ nhau hơn này. Ocean Star size 35, chiếc có lịch size 35, chiếc không lịch cũng size 35, hai em là size cỡ nhau. Đây, tình trạng rất là đẹp, miếng inox này mới lắm, đích có logo mới lắm, dây khóa dây khóa da bò, con này là dây khóa xưa his Đức, dây khóa xưa lắm. Giá một em có lịch là 3,9 triệu, em không lịch là giá 3,4 triệu, em thử lên tay cho anh em xem. Size 35 Mido tự động, Mido Ocean Star. Nên văn phòng đều rất là đẹp. Anh em nào thích cái đồng hồ inox thì đeo rất là sang. Mình thích thì mình đeo thôi em. Mido Ocean Star số 12 và số 13 y chang, gần giống nhau. Anh em nào thích có lịch thì chơi em có lịch, anh nào không thích có lịch thì chơi em này. 23 có lịch là giá 3,9 triệu, không lịch là giá 3,4 triệu, hơn nhau 500 ngàn nữa. Trong hai số 12 và 13 em đi tiếp luôn là mã số 14. Số 14 là em mang thương hiệu Toenail. Toenail em này, em này của Nhật nhé, Japan. Japan là của Nhật. Này có sở hữu hai cửa lịch ngày và lịch thứ. Máy tự động, lắc là chạy. Tắt nhẹ là chạy, dễ chạy lắm, hồ em chùi dầu hết rồi, yên tâm, thợ bảo dưỡng đầy đủ. Dây khóa xưa, em thích nào dây khác thì cứ nói em sẽ đổi dây, mấy dây là thoải mái. Tôi đeo mặt số màu trắng tia tỏa ra từ vị trí 6 giờ, máy tự động Nhật Bản, hai cửa sổ lịch, size khá to, đeo khá là đẹp. Giá em nhập bình dân mà đeo không kém phần sang trọng. Size em này là size trên 34 chút xíu, 34,1 34,2, khoảng đó. Size chuẩn
Sai lớn có con Omega Đại Vinh, Simata Đại Vinh em là chơi đồng hồ xưa thì biết. Mã số 14 giá 2.3 triệu, giá bình dân. Bên em có đủ mọi phân khúc, từ những phân khúc giá rẻ bình dân cho tới giá khá giả, cho đến hàng cũng hơi cao cấp, cho anh em có thể chơi và sưu tầm. Tiếp theo là em mang thương hiệu Whitnauer Geneva, máy tự động, thương hiệu con của Long Vinh. Biết nào thương hiệu con của Long Vinh, biết nào phong vuông. Thương hiệu con của Long Vinh đây, mã số 15 giá 4.2 triệu, phong vuông con của Long Vinh đây, khá là độc. Số của nó giống như phay xước theo cái nền, nó là phay xước đẹp hết gì. Ngày xưa phải nói là không phục mấy nghệ nhân ngày xưa làm những cái đồng hồ làm tỉ mỉ cái này, mà giá bây giờ còn có 4.000.000 giá rất là rẻ, ai cũng có thể chơi được làm cỡ này như 3D. Whitnauer Geneva, thương hiệu con của Long Zin, máy tự động vuông vuông, vỏ bọc vàng, đáy thép không rỉ, đáy thép không rỉ. Đây, lột luôn cái giá này. Đấy, tình trạng còn rất là đẹp. Cái này là dơ, đây là về nhà mình vệ sinh lại xíu là sạch. Khăn lấy bàn chải đánh răng mà mình chết cái răng mình đánh khô sơ cái là mới tinh. Mấy em bọc vàng là gì? Quan trọng là nó không có chóc là được. Số 15 dây da lộn, dây da lộn. Nào không thích dây này thì nói em thay dây khác, mấy cái dây dễ lắm. Đó, số 15 thử quyết đầu giá 4.2 triệu, đeo thử cho anh xem. Phun vuông, đây là thích phun vuông. Đây. Vuông là đừng có đeo quá to, đeo quá to là thô lắm. Vuông đeo những size vừa vừa là đẹp. Đây, nó đẹp. Quyết đầu tự động phun vuông. Đồng hồ Geneva giá 4.2 triệu, mã số 15. Xe vuông là xe khoảng 30. Xe vuông khoảng 30. Nó cỡ xe tròn khoảng 33, 34. Chéo nó cỡ 38. Khá là bự. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 là em thương hiệu Bulova. Bulova AeroZ. AeroZ. Mấy tự động lắc nhẹ là chạy. Số một trắng tia, có một ô cửa sổ lịch góc 3 giờ, số đơn giản nhưng mà đẹp quá anh em. Phun phun kiểu như Etic Namatic hay Omega, hay Bulova đồng hồ khá là đẹp, nhiều anh em rất là thích. Bulova Thụy Sĩ, đấm dinh bọc vàng không logo, đáy bọc vàng toàn thân nguyên con, rất là đẹp, một vàng 10k nguyên con, chung là dinh hết nguyên con, hàng tuyển kỹ hết nguyên con, chỉ có trừ dây và khóa. Dây và khóa là dây da bò lại tốt em tặng, đeo mềm ôm tay lắm. Bulova Thụy Sĩ giá 4.6 triệu, Bulova AeroZ máy tự động một lực 4.6 triệu, size 34.7 34.7 lên tay luôn. Và rất là đẹp. Mã số 16 4.6 triệu. Em nào thích em này chốt ngay, em nói nha, mã số 16 4.6 triệu. Tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 là em mang thương hiệu Wille. Đây, có một cục Wille một lịch, nó có xe lịch được dễ chỉnh hai nấc đấy giờ. Wille Dynawin Incalic, Wille nổi tiếng với lại ba lan con rắn, với lại Wille ở Việt Nam rất được ông bà ngày trước rất là thích thương hiệu Wille Dynawin, Wille công chức
le vỏ lắc chơi vàng, máy tự động, núm lắc chơi vàng, đáy có logo. Đây ba đăng con đánh đầu tiên Wile nó được khắc ở trên đáy, vỏ lắc chơi vàng, đáy thép không rỉ, hàng kỷ niệm. Wile thì nhiều anh em rất là thích thương hiệu này. Máy tự động size khá là to luôn. Nên là thích Wile mà. Thường Wile size nó chung chung nhỏ nhỏ mà size to này nó hiếm rồi. Nên là thích Wile mà không thích size nhỏ thì đây là một sự lựa chọn. Wile size to, tự động, nó size luôn. Size 35.5, 35.4, khá bự. Mà cái foam này bự lắm. Foam này bự lắm. 35.4 này nó thích đồng hồ size to. Đây. Đây đây. Đây là Win Incomplex. Đang con rắn. Giá là 4.1 triệu. Đấy thế không rỉ và lót kia vàng. Một lịch. Dây này là dây. Dây da bò xưa em tặng kèm. Giá 4.1 triệu. Số 17 thì Wile size to. Tiếp theo là mã số 18. Tiếp tục còn em Wile. Wile này là Wile cá, Wile 2 cá. Wile 2 cá là dòng hiếm nhất của Wile, cũng là dòng nhiều anh em sưu tầm thích nhất của Wile. Đây 2 cá. Đây gọi là Wile 2 cá. Bộ thép không rỉ nguyên con, tình trạng là riêng nguyên con. Trừ dây khóa. Dây khóa là dây khóa xưa. Vài sao để nguyên như vậy, không có thay. Quá này, khá là xưa của Mỹ. Dây đút tre Mỹ, thép không rỉ theo đồng hồ dây xưa, không để đeo gì rất là đẹp. Không anh em muốn thay dây dài cũng được, nó tùy anh em. Dây tự động hai cá lắc và chạy. Đây là con rắn, máy đều là màu đỏ hồng hết. Wile là máy đỏ hồng không, đỏ hồng hoặc là máy màu vàng, máy màu vàng vàng hoặc là máy màu vàng đỏ. Để tự động có hai cửa sổ lịch góc 6 giờ chỉ thứ với ngày số zin, nhìn rất là hoài cổ. Những gì có logo nhìn hết con rất là đẹp. Hai cá nữa, đây là hàng sưu tầm nên em là thích Wile hai cá. Rất là khó mua được những em Wile hai cá. Wile bình thường là không nhiều, Wile hai cá càng khó mua. Tự động hai cá 6 giờ nguyên zin cả con, thép không rỉ, size to, giá 6 triệu, đo size luôn, size rất là to luôn, size ngang 35.5, size dọc đó là 34.3, mà cái phone này to lắm, đó phone rất là to, phone bự, phone độc, phone lạ. Tay em xem thử rất là bự, đều rất là đẹp. Đấy Wile công chức ngày xưa có sở hữu những em Wile này phải bán cả nhà cả đất, giờ chỉ giá 6 triệu. Incolic hai cá test không rỉ 6 triệu cho mã số 18 size to. Nên rất là nhiều em tự động, nhiều em size to. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19 là mang thương hiệu Seiko, Seiko Dis của Nhật Bản. Seiko là thương hiệu nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Seiko và Citizen, Orient, thương hiệu lớn của Nhật Bản. Seiko Dis, mặt số của nó là màu như màu hổ phách, màu trắng ở giữa hay từ tỏa ra cái màu vàng, nó khá là độc. Cái vòng dây nó có màu vàng vàng rất là đẹp, hộp số nổi, số quá đẹp, cô bé bình dân mà quá đẹp. Vỏ lắc cây vàng nguyên con, chạy khá là đẹp. Đáy thép không rỉ,
Đấy, dây bọc vàng sẽ cô tự động lắp tí xíu để nó chạy. Đây, có hai cửa sổ lịch thứ và ngày ở vị trí 3 giờ Seiko DX. Quá đẹp. Thích Seiko giá bình dân. Đeo đi cày dây bọc vàng còn đẹp lắm. Dây Speedo của Mỹ. Rất là đẹp dây bọc vàng. Đeo đồng hồ đẹp lắm. Seiko thì anh em nào thích sự đơn giản. Size to, giá bình dân. Mã số 19 2,7 triệu. Có size luôn, size to lắm. Size của nó là 38.5. Size khủng. Dây chung bọc vàng, dây chung cái đeo rất là ôm tay, đeo vào nó ôm. Đấy, size to. Đeo đẹp. Thích size to. Rất là đẹp. Seiko DX mã số 19 có giá là 2.700.000. Seiko tự động DX. Đi tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 là mang thương hiệu Citizen Z. Citizen Z là dòng Citizen mà sử dụng bộ máy răng cưa Citizen Z hàng nốt. Con này gần như hàng nốt, chưa bung máy, chưa bung máy bao giờ. Số trắng tia đẹp lắm, đúng gì có logo vỏ không có chỗ nào chắc, dơ đẹp lắm, từng đẹp từng cái chân, xem từng cái chân có thể soi kỹ từng cái chân một vài nguyên con rất là mới, hàng gần như là hàng nốt, hàng nốt mới như vậy. Citizen Z máy răng cưa tự động, vỏ bọc vàng toàn thân, núm zin có logo zin nguyên con, trừ dây bò khóa, dây da bò, dây là dây da điểu màu nâu đen tặng kèm, máy răng cưa lắc nhẹ là chạy rất là nhẹ. Đấy, còn mới quá, cái này chưa bung máy, rất là nhẹ, lắc là chạy. Size khá to nên là thích size to. Sưu tầm em này được, em sưu tầm hay là để đeo cũng đều được hết. Đấy như mới mà, size 36.5 tự động. Size to lắm. Hàng nốt Citizen Z. Đây, quạt đeo lên tay. Nó là siêu phẩm luôn đấy. Siêu phẩm của đồng hồ Nhật đến từ xứ sở hoa anh đào, thương hiệu Citizen Z. Quá đẹp. Size to đẹp, tự động. Số 20 có giá 7 triệu. Size 3, size 38. Bự lắm. Không biết để chê mày. Tất cả này chốt ngay Citizen Z 7 triệu. Tiếp theo là mã số 21. Mã số 21 là mang thương hiệu Benrus. Benrus này là mang thương hiệu Benrus. Benrus tự động. Nó là Benrus máy tự động. Mã số 2 lòng. Nó giống, nó có một cái dòng giống như cái vòng này là giống như cái vạch mà trong đu xe. Rất là độc. Cọc số của nó to lắm. Mấy cọc số to, size to, cọc số to. Đúng riêng có logo, vỏ lắc keo vàng nguyên con. Đáy thép không rỉ. Lắc keo vàng, ở trên đáy thép không rỉ cho bạn nguyên con. Nhầm. Đây, thực trạng không bong chóc. Mấy em này là mấy chục năm, 30-40 năm là ít. Thường là 40-50 năm hoặc 50-60 năm. Thực trạng rất là đẹp. Tự động, lắc là chạy. Hai cửa sổ lịch thứ và lịch ngày ở vị trí 3 giờ. Size to. Benrus. Thương hiệu Benrus thì quen thuộc quá rồi. Chiếc đồng hồ Benrus Ruel hai bên tông Boulevard mấy thương hiệu. Quen thuộc với anh em quá, size to lắm. Đẹp quá. Này, số đẹp quá. Mã số 21 giá 3.800.000, có size thương hiệu Benrus có size là 36. Size 36. Máy tự động. Hai cửa sổ lịch. Số 21 giá 3.800.000, giá bình dân. Em chia sẻ xong hết những đài đầu tiên lên dây với mấy em tự động. Rồi tiếp theo là còn 5 em cuối cùng là mang thương hiệu chỉ có Omega với Longines. Tiếp theo đi tiếp luôn là
em là thương hiệu Longines. Longines đây, Longines kinh quét. Longines kinh quét đây, cái lên dây anh em, kinh quét khá là lạ. Thường kinh quét thì anh em biết qua cái dòng kinh quét mà đấy có logo mà sóng biển mà màu vàng vàng, mạch vàng, phủ vàng mạch vàng, đó là dòng khá đầu tiên kinh quét. Còn đây là kinh quét mà mấy lên dây rồi dầu thép đây, số trắng trắng tia, cái cọc số lớn, to khỏe, ba kim lên dây, ba kim dây là dây da, dây da lộn. Da lộn đeo rất là tốt, đeo êm tay lắm, mềm lắm. Nhưng mà anh em nào không thích dây da lộn thì muốn tặng dây da thường thì nói, cứ nói em. Nói chung là anh em mua thì cứ nói em là thay đổi thì nó dễ lắm vậy. Mã số 22 giá 4,5 triệu, em đông zin kinh quét, máy đền dây gì hết, tình trạng zin cả con, chịu dây khóa, núm zin có logo, số zin zin hết, size 35.5, size to, máy đền dây kinh quét, size to đây. Đây, đeo đây, đây là thực sự đơn giản này, đẹp lắm, không cầu kỳ, sang. Longines kinh quét, thương hiệu tốt, thương hiệu lớn, có thể chơi được. Mã số 22 giá 4,5 triệu, chốt em này gọi cho em Longines kinh quét. Mã số 22 4,5 triệu. Tiếp theo mã số 23, em mang thương hiệu Longines, lại là Longines. Longines thì Longines kim dĩa hay là Longines dĩa quay cũng được. Có dòng này khá nổi tiếng, Longines dĩa bay. Đây, gọi dĩa bay là tại vì cái bộ kim nó bay trong cái, nó nằm trong cái dĩa này nó chạy, là bộ kim nó chuyển động, bộ kim này là kim giờ của nó, là cái dĩa đấy, 3 giờ thì đấy, kim dĩa nằm như vậy, khá hay, khá là sáng tạo. Longines kim dĩa, vỏ bọc vàng trắng nguyên con, núm zin có logo, vỏ bọc vàng trắng nha anh em, không phải là vỏ inox nha, bọc vàng trắng 10k nguyên con, vỏ bọc vàng trắng. Anh em nào không thích màu vàng vàng thì có thể lựa màu vàng trắng, thì rất là đẹp, 10k gold fill. Máy tự động, máy tự động động, đây là máy 19AS, máy đồ lâu Longines. Số 23 giá 8,5 triệu, Longines kim dĩa mà máy tự động, mọi máy lên dây, kim dĩa thường lên dây nhiều hơn tự động, khoảng là có 30% là tự động, 70% là lên dây, size của nó size khoảng 33, tự động kim dĩa. Số 33 thì nên là tay nhỏ, tay nhỏ của tay 16-17, đeo thì đẹp lắm, đấy, rất là sang trọng. Longines lúc thiết kế, Longines Omega Etna, thương hiệu thiết kế của nó là thương hiệu lớn, thiết kế rất là đẹp, trên tay lúc nào cũng sang. Longines kim dĩa mã số 23 giá 8,5 triệu, bọc vàng trắng tự động 8,5 triệu. Tiếp theo là mã số 24, số 24 là em cho bán thương hiệu Omega Simpter Devin, máy tự động thì lắc hành chạy đây. Simpter Devin đấy, tình trạng Simpter Devin thì nhiều anh em thích lắm. Simpter Devin như Omega không tê là mấy dòng được ưa chuộng nhất của Omega xưa, hàng cổ hàng xưa, và ra xem Master Devin. Mã số trắng, trắng chạy tia rất là đẹp, nó có 3 vị trí 6, 9, 12 là nó tạo điểm nhấn, nó cọc số nó kiểu khác so với mấy phần còn lại, có một ô cửa sổ lật góc 3 giờ. Đây gọi là Longines xem Master Devin mà ngựa biển mà có lật, dù là đủ hết, dù em Omega xem Master Devin đúng có logo luôn nha anh em, kính có logo luôn, có bóng ngựa ở giữa luôn đấy, khi có bóng ngựa em sẽ thấy luôn, dọ đề mi vàng đấy, chân còn rất là đẹp nha, một chân mập mạp bự, rất là đẹp, chắc khỏe đấy, có logo ngựa biển đấy, bộ đề mi vàng, niềng vàng, bốn chân cận, bốn chân này chắc bốn chân vàng luôn, rất là đẹp, chân dày to đẹp lắm. Longines
số trắng chạy tia đẹp. Omega Sylvester Devine một lịch sai chuẩn của Omega là sai Sylvester Devine 34-35 khoảng đó, trong khoảng đó đẹp lắm, tay to đeo cũng đẹp, đừng có chi phải tay nhỏ tay vừa, tay to đeo cũng cảm giác đẹp, cảm giác rất là sang. Tại Omega nó là chuẩn, sự làm rất là chuẩn. Sylvester Devine mã số 24 giá 17 triệu, nó sai luôn, em xem luôn, sai 34.3 dây khóa là tặng kèm nha, dây khóa là dây da là điệu loại tốt, khóa có logo, khóa là có linh kiện tặng kèm. Hồ giá 24 triệu Omega Sylvester Devine tự động đeo mi vàng, đấy con ngựa bị một lịch. Tiếp theo lại là em Omega Sylvester Devine, em này thì nó cao cấp hơn chút xíu là tại em này nó có cả dây khóa dinh, dây khóa dinh số 25 Omega Sylvester Devine, còn dây khóa dinh còn rất là đẹp nha, số dinh của nó đẹp lắm, trẻ không có gì để chê mấy em này, kính dinh có logo nè, đúng dinh luôn rồi đấy, dây khóa dinh đấy, dây khóa bọc vàng dinh theo đồng hồ bạn hết đấy. Đấy. Rất là sang, siêu tân vì lắc chạy men tự động, máy đỏ hồng, máy này máy lịch giật nha. Đấy rất là đẹp, máy móc thì bên em ạ, anh em cứ yên tâm mà xài, đều có thợ làm kỹ hết rồi. Số quá đẹp, kim mặt số đều đẹp hết. Đây, tự lên tay cho anh em xem luôn. Đấy, đấy đi đeo ôm đẹp, đi dinh đeo đẹp lắm. Đấy, Omega Sylvester Devine dây khóa dinh, mặt số dinh hết, dinh hết nguyên con, thiếu cái hộp nữa bỏ vào là xong, là đủ, đủ món để sưu tầm. Omega Sylvester Devine giá mã số 25 giá 26 triệu, đo sai luôn, chắc cũng sai đó thôi, 34.3 34.2 khoảng đó thôi, từ khoảng 34-35 khoảng 34-35 sai chuẩn rồi. Là Devine đang chạy rất là tốt, thì khóa dinh giá 26 triệu, mã số 25 khóa dinh đấy, gì cũng rất là ok nha anh em, đi bọc vàng. Tiếp theo mã số cuối cùng video ngày hôm nay là một em Longines, đây Longines, đây là vỏ vàng đúc, vàng trắng, vàng trắng, vàng trắng 14k, vàng đúc nha anh em, 14k gold đấy, đính 60 hạt xoàn ở vị trí 3, vị trí 2, 4, 6, 8, 10, 12, đấy. Rất là đẹp, niền của nó em cảm nhận được luôn, rồi nó nổi lên giống như là đá làm đẹp lắm, làm cầu kỳ công phu lắm. Cái này nè, anh em làm tay nhỏ hoặc là nữ chị em đeo đẹp lắm. Dây này thì em đang để là dây cho các chị em, dây Epson, dây mà cho mấy đồng hồ như Hermès, dây loại tốt, Hermès hay là mấy đồng hồ thời trang Louis Vuitton đeo. Còn để nào thích dây khác thì nói em tặng, nói chung là dây thì dễ lắm, Longines, bọc Longines vàng đúc 14k, máy lên dây cọc số 16 viên sò vị trí 2, 4, 6, 8, 10, 12, bạn bước bên con rất là đẹp, đẹp lắm luôn, đẹp lắm, zin hết bên con, chữ zin khóa tặng kèm, đúng zin hết, đây, size của nó
nam tay nhỏ đeo rất là đẹp, lên tay nữ hoặc nam tay nhỏ đeo đẹp lắm. Máy lên dây quần jean vàng đúc, đo size luôn, size của nó là size 33, nam hay nữ đều đeo được hết, nam tay nhỏ hoặc là nữ, nam tay 16-17, tay 16-17 đeo rất là đẹp luôn. Nói chung một con này đẹp lắm, hàng tuyển luôn, trên giao 14k, rất là khó tìm được chiếc thứ hai giống như thế này luôn. Dây Epson đang gắn thay đồng hồ, Epson là dây xịn lắm, dây do Hermès thời trang nổi tiếng, chất liệu dây xịn, mã số 26, giá 18.600.000, con dinh dầu dàng 14k đến 6 hiệu soạn, máy lên dây. Đây là đồng hồ cuối cùng trong bộ sưu tập em chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy thích thì nhấn nút like và nút đăng ký để nhận được những video mới nhất của cái đồng hồ cổ công chính. Về đồng hồ đeo tay thì bên em có nhận ship code cho anh em nào mà đeo luôn lần đầu, ship code thì anh em cọc trước 20% tới tận nơi, bưu điện sẽ thu tiền ship code và tiền ship và số tiền còn lại để anh em tiện giao lưu. Chúc anh em có một ngày làm việc tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.